Trong nghi thức chọn đồ tròn 1 tuổi, cậu bé chọn trúng cái còng tay, khiến cho tất cả người tổ chức sinh nhật cho cậu bé ngây ngốc, bởi vì người ở đó hầu như đều là tù nhân bị kết án. Vì để làm dịu bầu không khí, bọn họ ôm cậu bé chụp ảnh sinh nhật, nhưng vừa chụp ảnh xong thì giám ngục trưởng đi vào. Trong tù không được tự ý tổ chức tiệc sinh nhật, bọn họ bị đuổi ra khỏi phòng giam để chờ bị phạt. Mẹ cậu bé đứng ra cầu tình, giải thích rằng cô chỉ muốn trải qua sinh nhật đầu tiên với con trai, nhưng giám ngục trưởng không hề khoan dung độ lượng, ngược lại xé luôn tấm ảnh họ vừa chụp. Cô không phục sao? Cho nên nói, không muốn bị xúc phạm thì đừng phạm tội. Lời của giám ngục trưởng khiến cô không thể nói được gì, đồng thời cũng khiến cô áy náy trong lòng. Trên thực tế, quả thật cô vì phạm tội nên mới vào ngục, cũng dẫn đến con trai chỉ có thể sống trong phòng giam. Nửa năm trước, Jung Hye mang thai bị chồng đánh đập ở nhà. Trong lúc phản kháng, cô nhất thời lỡ tay, dẫn đến việc vô tình chồng chớt. Sau đó cô bị phán 10 năm tù giam. Hơn nữa sau khi vào tù sinh con. Theo pháp luật Hàn Quốc, nếu một nữ tù nhân sinh con trong tù, có thể nuôi con trong tù 1 năm rưỡi. Trong 1 năm này, con trai cô đã trở thành niềm vui trong nhà tù. Không chỉ các tù nhân đều thích Min-woo, đến ngục trưởng trong lúc tuần tra cũng vui vẻ bế Min-woo. Jung Hye dần dần làm quen thêm bạn mới, trong đó có một cai ngục trẻ tuổi tên Gong Na-yong và các bạn cùng phòng. Tuy cuộc sống trong tù có nhiều ràng buộc, nhưng có sự bầu bạn của cậu bé, Jung Hye cảm thấy cuộc sống đã đủ ấm áp. Hôm đó, có một tù nhân mới trong căn phòng nơi Jung Hye đang ở. Tù nhân mới sau khi vào thì ngồi xuống một mình. Các bạn cùng phòng muốn giao ai phủ đầu với cô ấy. Ai cho cô tự ý ngồi xuống đấy? Có hiểu quy tắc không? Nếu không muốn bị giết thì đừng có chọc vào tôi. Chính vào lúc hai người sắp đánh nhau, Min-woo đi đến muốn ôm chị gái xinh đẹp mới đến này, nhưng cô ấy lại đẩy Min-woo ra. Đối mặt với chất vấn của Jung Hye vẫn rất ương ngạnh. Ngồi tù đúng là hồi ức đẹp với đứa nhỏ nhỉ. Nghe xong, Jung Hye không nhịn được mà ra tay. Hai người kéo tóc nhau trên nền đất. Sau chuyện này, bọn họ bị nhốt vào phòng biệt giam 1 ngày. Nhưng tối hôm bị giam trong phòng biệt giam, cô ấy cứ đập đầu vào tường như bị điên. Hành động của cô ấy vô cùng cuồng loạn, miệng còn hét bản thân không muốn sống nữa. 1 ngày bị giam biệt lập kết thúc. Jung Hye biết được nguyên nhân Kang Ju-mi vào ngục từ miệng cai ngục Gong Na-yong. Kang Ju-mi từ nhỏ đã bị bố dượng ngược đãi, thậm chí lúc cô học đại học, bố dượng còn muốn xâm hại cô. Cô liều mạng phản kháng bố dượng xâm phạm, cuối cùng trong lúc hoảng loạn đã dùng vật bằng sắt đánh chết ông ta. Mẹ về nhà thấy cảnh này, có điều mẹ lại không giúp Kang Ju-mi. Bà mẹ khóc lóc trách móc cô ấy, trách cô chính tay giết chết trụ cột trong nhà. Sau khi biết được cảnh ngộ của Kang Ju-mi, Jung Hye cũng không so đo chuyện trước kia nữa. Mấy hôm sau, Kang Ju-mi từ phòng biệt giam về phòng giam. Các bạn cùng phòng đều biết nội tình, bọn họ đều ngầm hiểu sẽ không làm khó người số khổ này nữa. Hình như là rất thích chị gái xinh đẹp. Min-woo lại đi đến phía Kang Ju-mi. Cậu bé đi qua đó ôm lấy cô, mà lần này Kang Ju-mi không hề đẩy cậu bé ra. Min-woo thấy cháu bị thương nên thổi cho cháu đấy. Hôm đó nhà tù tổ chức một buổi biểu diễn. Những người biểu diễn là dàn hợp xướng nữ. Nghe giọng hát đều và hay của dàn hợp xướng, Jung Hye bị cảm động đến không ngừng rơi nước mắt. Nghĩ đến nửa năm sau phải chia xa với Min-woo, cô quyết định đích thân tặng cho con trai một màn biểu diễn hợp xướng trước khi chia ly. Sau khi kết thúc hoạt động, cô đến tìm trưởng ngục, còn bày tỏ ý tưởng thành lập dàn hợp xướng. Cai ngục không thấy đó là ý nghĩ viển vông, ngược lại đồng ý với cô rất sảng khoái. Cai ngục còn hứa chỉ cần hoàn thành một buổi biểu diễn thành công, cô và Min-woo có thể có được 1 ngày đặc xá. Cứ thế, Jung Hye có được quyền thành lập dàn hợp xướng, nhưng dàn hợp xướng cần có một người chỉ huy. Người đầu tiên Jung Hye chọn là bà Kim Moon-ok cùng phòng. Bà Kim Moon-ok trước kia là giáo viên âm nhạc, có bà ấy thì chắc chắn dàn hợp xướng sẽ thành lập thành công. Nhưng Jung Hye không lường trước được. Bà Kim Moon-ok rất kiên quyết từ chối cô. Thật ra trong lòng bà Kim Moon-ok, âm nhạc là thứ khiến bà nhớ lại chuyện đau lòng. Lúc trẻ bà là một giáo viên piano, có một học sinh nữ thường xuyên đến nhà bà học piano. Nhưng 1 ngày bà đi chơi xa về thì bất ngờ phát hiện chồng mình và học sinh nữ đã quấn quýt lấy nhau. Bà bịt tai con trai, con gái lại, cố gắng không cho bọn chúng nghe được tiếng khó nghe trong phòng. Cuối cùng bà không chấp nhận được chuyện bị chồng và học sinh phản bội, trong lúc mất khống chế đã lái xe đâm chết họ. Lúc đó Hàn Quốc đã bỏ án tử hình, cho nên án tử hình của bà đã sửa thành án tử treo. Vì chuyện này mà con gái của bà Kim Moon-ok luôn oán hận bà. Con gái hận bà phá nát gia đình này, hận bà khiến 2 chị em cô ấy mất bố từ nhỏ, cho nên mỗi lần bị em trai kéo đến thăm, ánh mắt của cô ấy luôn đầy vẻ lạnh lùng. Mà mỗi lần bà gọi điện cho con gái đều không muốn nói chuyện với bà. Sự xa lánh của con gái ruột là nút thắt trong lòng bà. Theo một cách nào đó, bà đã mất con gái mình. Nhưng sống trong tù nhiều năm như thế, bà đã coi những người nhỏ hơn ở đây là con gái. Cho nên khi Jung Hye hết lần này đến lần khác cầu xin, bà Kim Moon-ok cuối cùng cũng đồng ý. Sau đó kế hoạch thành lập của Jung Hye đã đi đúng hướng. Bà Kim Moon-ok là người chỉ huy giúp cô ấy chọn thành viên trong nhóm. Có rất nhiều người muốn tham gia vào dàn hợp xướng, nhưng hầu hết họ không biết hát. Bằng cách liên tục hạ thấp ngưỡng, Cuối cùng họ đã chọn được một nhóm thành viên. Nhưng trong quá trình luyện tập, một vấn đề mới nảy sinh. Không ai trong số các thành viên ban nhạc là ca sĩ chuyên nghiệp. Họ cần một người có thể đảm nhận giọng nữ cao dẫn dắt mọi người. Lúc này Jung Hye chợt nhớ tới. Kang Ju-mi là sinh viên trường đại học âm nhạc. Một lần cô đi ngang qua phòng biệt giam. Lúc đó Kang Ju-mi đang học một mình trong phòng biệt lập. Giọng hát Kang Ju-mi cao vang lành lót. Cô ấy chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất cho giọng nữ cao. Jung Hye nói với bà Kim Moon-ok về điều này, để bà thuyết phục Kang Ju-mi tham gia dàn hợp xướng. Hôm sau bà gặp riêng Kang Ju-mi, nhưng bà vừa nói lời mời, Kang Ju-mi đã lạnh lùng từ chối. Cứ vậy chờ chết không được sao? Sao cứ phải hành xác như thế? Thực ra Kang Ju-mi không có ý định làm tổn thương người khác bằng lời nói của mình. Cô ấy không biết cách giao tiếp bình thường với mọi người thế nào. Lớn lên trong môi trường không bình thường, cô ấy chỉ có thể dùng sự lạnh nhạt và hà khắc bao bọc bản thân. Mẹ Kang Ju-mi thường đến thăm tù, nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối gặp mẹ. Cô ấy biết rằng mẹ cảm thấy có lỗi với mình, nhưng cô ấy vẫn không thể thuyết phục mình tha thứ cho mẹ. Cho đến một ngày, lúc cô đang dọn vệ sinh, cô nhìn thấy bóng dáng gầy gò của mẹ. Người mẹ bên ngoài cửa sổ trông rất cô đơn, bước đi loạng choạng. Vào giây phút đó, Kang Ju-mi mới hiểu, mẹ và cô ấy đều sống trong đau khổ như nhau. Sau đó, dưới sự thuyết phục của cai ngục Gong Na-yong, Gong Na-yong chủ động tìm đến bà Kim Moon-ok. Cô ấy xin lỗi bà Kim Moon-ok. Bà Kim Moon-ok cũng chẳng trách tội cô gái đáng thương này. Giống như đối xử với con gái, bà Kim Moon-ok nhẹ nhàng khuyên bảo Kang Ju-mi. Bà biết cháu rất mệt, rất đau khổ. Bà cũng có đau khổ của mình như cháu. Nhưng nếu cuộc đời đã thế này, tại sao không cười sống hết phần đời còn lại chứ? Câu này nói cho Kang Ju-mi nghe. Thật ra cũng là nói cho chính bản thân bà Kim Moon-ok. Dù cuộc sống có đầy rẫy sai lầm và đau đớn, nhưng suy cho cùng thì con người vẫn phải tiếp tục sống. Kim Moon-ok tham gia dàn hợp xướng. Kế hoạch ca hát của Jung Hye cuối cùng cũng đi đúng hướng. Cô ấy tích cực tổ chức các hoạt động để cải thiện sự ăn ý của các thành viên trong nhóm, tập hợp các thành viên trong nhóm để cùng nhau luyện tập mỗi ngày. Trong tất cả những người trong dàn hợp xướng, Jung Hye luôn là người nỗ lực nhất. Cô lấy hết can đảm để nhờ Kang Ju-mi giúp đỡ, để Kang Ju-mi dạy cô ấy cách phát âm chính xác. Cô ấy học theo kỹ năng phát âm của Kang Ju-mi, luyện tập hết mình mỗi ngày. Với sự nỗ lực ngày qua ngày, cô trở thành ca sĩ nghiệp dư xuất sắc nhất nhóm, mà dàn hợp xướng dưới sự dẫn dắt của họ cũng đang dần tiến gần đến tiêu chuẩn biểu diễn trên sân khấu. Khuya hôm đó, Min-woo bị sốt cao. Jung Hye muốn đích thân đưa con đến bệnh viện. Cai ngục Gong Na-yong tốt bụng đã đồng ý với cô, nhưng vì quy định nên đành đeo còng tay cho cô. Cô theo cai ngục đến bệnh viện. Người ở đây thấy còng tay thì đều cảnh giác với cô. Bác sĩ tiêm cho Min-woo một mũi. Sau đó anh ấy nói với Jung Hye rằng đó chỉ là cảm lạnh thông thường. Trong khi chăm sóc Min-woo, chiếc còng khiến cô cử động rất bất tiện. Sau khi nhìn thấy cảnh này, cai ngục Gong Na-yong đã đưa ra một quyết định lương thiện nữa. Thuốc của mẹ là liều thuốc tốt nhất cho bé. Tối đó Jung Hye ngồi bên cạnh Min-woo cả một đêm. Cô chạm vào nốt ruồi trên tay Min-woo, cảm nhận ấm áp từ bàn tay con trai. Không lâu nữa Min-woo sẽ phải chia xa cô. Mỗi giây phút bây giờ đều quý giá đối với cô. Thời gian đến 6 tháng sau, dàn hợp xướng cuối cùng đã có buổi biểu diễn đầu tiên. Trưởng ngục mời Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến xem. Khán phòng nhà tù chật kín người. Khi bà Kim Moon-ok vẫy cây đũa, tiếng hát nhẹ nhàng vui tươi vang vọng khắp khán phòng. Giai điệu của bài hát truyền tải niềm vui, đồng thời nó cũng chứa đựng những mong đợi của họ về cuộc sống mới. Màn trình diễn của họ kết thúc bằng tiếng vỗ tay. Jung Hye cũng nhìn thấy nụ cười của Min-woo lúc kết thúc. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp khen ngợi ngục trưởng và nói rằng dàn hợp xướng luôn có thể được giữ lại trong tù. Sau đó Jung Hye sẽ được ân xá để ra ngoài một ngày. Tuy nhiên, ngày nhận nuôi Min-woo cũng đã được xác nhận, cùng ngày với ngày được đặc xá và trước ngày ân xá một ngày. Jung Hye đưa ra yêu cầu quá đáng với Gong Na-yong. Cô khẩn cầu nhà tù không tiết lộ sự tồn tại của mình cho Min-woo. Đừng nói với Min-woo về việc nhận nuôi, vì cô là một tội phạm giết người. Cô ấy muốn Min-woo lớn lên như một đứa trẻ trong một gia đình bình thường. Vào ngày ra ngoài, cô cởi bỏ bộ đồng phục tù nhân, mặc quần áo bình thường. Cô đưa Min-woo đến trung tâm nhận con nuôi, sau đó nhờ nhân viên chuyển album ảnh cho bố mẹ nuôi. Những bức ảnh bên trong được chụp bởi cai ngục Gong Na-yong, ghi lại quỹ đạo trưởng thành của Min-woo trong 1 năm rưỡi qua. Sau đó cô bước tới chỗ Min-woo, nói lời tạm biệt với Min-woo qua tấm kính. Sau khi nói lời tạm biệt, cô rời đi cùng với cai ngục Gong Na-yong. Nhưng khi tới cổng, cô chợt dừng lại. Cô bỏ mặc tất cả chạy ngược về. Đợi khi chạy đến, cô thấy Min-woo đã được người khác ôm trong lòng. Nhìn Min-woo khóc trong vòng tay mẹ nuôi, cô cũng đứng khóc bên ngoài. Lúc này cô biết rất rõ, trong rất nhiều năm sau, cô và Min-woo sẽ có một cuộc chia cách rất dài. Sau khi trở lại nhà tù, cô như mất hồn, trở nên chán nản. Cô cảm thấy như có một khoảng trống trong trái tim mình. Khoảng trống ấy khiến cô đau khổ từng ngày. Lúc này cô như một đứa trẻ buồn bã. Bà Kim Moon-ok liên tục an ủi cô như mẹ. Dù đau đớn cũng hãy mỉm cười. Chỉ khi cháu cười thì con cháu mới cười. Những người được định sẽ gặp nhau thì sẽ gặp vào lúc nào đó thôi. Từ sau đó, Hong Jong-hye bắt đầu thử bước ra khỏi nỗi đau mất con. Mỗi ngày cô đều tập luyện ở dàn hợp xướng để sức mạnh của âm nhạc xua tan sương mù bên trong. Hợp xướng đã trở thành sở thích chung của tù nhân, cũng dần dần trở thành sợi dây liên kết giữa họ. Họ càng ngày càng gần gũi nhau hơn khi ở bên nhau ngày đêm. Theo thời gian trôi qua, tiễn từng tù nhân ra ngoài. Ngày tháng trôi qua thật chậm, thời gian đến 4 năm sau. Bây giờ dàn hợp xướng rất ưu tú, thậm chí còn được đưa tin trên các phương tiện truyền thông và đăng trên các tạp chí. Vào đêm Giáng sinh, cai ngục Gong Na-yong đem đến một tin tốt. Họ được mời biểu diễn tại nhà hát Seoul, còn được mời người thân của mình đến xem. Bên cạnh đó, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, họ còn 1 giờ để gặp gia đình. Đa số người trong dàn hợp xướng đều vui mừng. Họ vui vẻ chuẩn bị trước cho cuộc gặp gỡ đó. Nhưng có một vài người là ngoại lệ. Cơ hội gặp gỡ này là một cuộc đấu tranh cho họ. Bà Kim Moon-ok muốn mời con gái bà, nhưng vì sợ bị từ chối nên vẫn đặt điện thoại xuống. Kang Ju-mi không dám mời mẹ mình. Bây giờ cô vẫn chưa tha thứ cho mẹ mình, mà Hong Jong-hye cũng không gửi thư mời. Cô sợ Min-woo biết mình có một người mẹ sát nhân. Cuộc đấu tranh và nỗi đau của họ đều được cai ngục Gong Na-yong nhìn thấy hết. Cai ngục Gong Na-yong tự ý mời mẹ của Kang Ju-mi, tiếp đó đi tìm bố mẹ nuôi của Min-woo. Cô ấy lại đến nhà con gái bà Kim Moon-ok, nhưng lại bị đối phương từ chối. Nhưng cai ngục Gong Na-yong lại rất bướng bỉnh. Cuối cùng cô ấy nhét tấm vé vào khe cửa. Một vài ngày sau, dàn hợp xướng được cai ngục đưa đến nhà hát Seoul. Nhưng ngay khi họ đang trang điểm và chuẩn bị, cảnh sát đang duy trì trật tự đã xông vào. Vừa rồi có một vụ trộm ở rạp hát. Nhẫn của quý cô bị thất lạc trong toilet. Thực ra, chiếc nhẫn bị cô ta vô tình làm rơi xuống đất. Nhưng với tư cách là một nhóm tội phạm có tiền án, họ vẫn bị coi là nghi phạm. Cảnh sát bắt họ ôm đầu ở hành lang và yêu cầu họ cởi quần áo để cưỡng ép kiểm tra. Hong Jong-hye cố gắng phòng thủ và chống cự, nhưng lại bị đối phương ép xuống đất. Dừng tay. Vì trường hợp khẩn cấp này, ban tổ chức dự định hủy buổi biểu diễn của dàn hợp xướng. Cai ngục trưởng đã rất tức giận khi biết được tin này. Ông yêu cầu trưởng bộ phận liên lạc với bên tổ chức, rồi anh vội vã vào hậu trường. Khi nhìn thấy các nữ tù nhân khỏa thân quỳ thành một hàng, cai ngục trưởng đã chọn tin vào tù nhân của mình. Những người tham gia biểu diễn này đều là đại diện gương mẫu trong tù. Nếu như dàn hợp xướng chúng tôi có kẻ trộm, tất cả hậu quả đều do tôi gánh. Làm cái gì đấy, đứng lên hết đi. Trải qua việc không vui này, cuối cùng họ cũng thay sang trang phục màu trắng. Họ lần lượt bước lên sân khấu biểu diễn. Lúc này, trên khán đài có người nhà của họ. Theo tiếng nhạc vang lên, họ hát một bài hát đã luyện tập nhiều lần. Họ hát rất nghiêm túc, nhưng cứ hát rồi hát, mắt họ đã đẫm lệ. Họ dùng âm nhạc để bày tỏ sự tiếc nuối, nói lời cảm ơn với gia đình đã đến. Hát xong, buổi biểu diễn của dàn hợp xướng kết thúc trong nước mắt và những tràng pháo tay. Nhưng ngay khi họ chuẩn bị bước xuống, tất cả đèn trong hội trường đột nhiên tắt, và kèm theo đó là giọng nói non nớt của trẻ con. Một nhóm trẻ cầm nến đi về phía dàn hợp xướng. Tôi sẽ nhớ ngày tôi gặp bạn. Ở bên nhau hay là không ở bên nhau, đối với tôi mà nói thì chẳng quan trọng, vì trái tim của tôi bất cứ lúc nào cũng ở bên bạn. Đến khi chúng ta gặp lại nhau, xin bạn hãy hát một bài nhé. Đến lúc đó cả thế giới đều sẽ tràn ngập hương thơm của bạn. Sau kết thúc buổi biểu diễn, các thành viên đoàn tụ với người nhà dưới khán đài. Kang Ju-mi cuối cùng cũng chấp nhận lời xin lỗi của mẹ. Tại thời điểm này, cuối cùng cô ấy cũng sẵn sàng làm hòa với mẹ mình. Bà Kim Moon-ok nhìn thấy con trai đi đến. Bà yên lòng khi con trai không oán hận bà. Thực ra con gái bà cũng đã bí mật đến, chỉ là cuối cùng con gái bà không gặp bà. Hong Jong-hye cuối cùng đã đoàn tụ với Min-woo, nhưng bây giờ Min-woo gọi cô là gì? Cô và Min-woo chào hỏi lịch sự. Sau đó cũng được biết Min-woo hiện đã đổi tên. Min-woo à? Không đúng, Annie, có thể ôm dì một cái được không? Cứ ôm như con ôm cô gái mẫu giáo mỗi sáng nhé. Cháu yêu dì, dì cũng yêu con. Trước khi chia tay, mẹ nuôi đã tặng cho Hong Jong-hye một cuốn album ảnh. Album ảnh là quá trình trưởng thành của Min-woo trong 4 năm qua. Ngắm nhìn Min-woo dần lớn lên trong những bức ảnh, nước mắt cô tuôn rơi như thác đổ. Cô không muốn Min-woo mang tiếng là con của kẻ sát nhân, nhưng cũng rất muốn người bầu bạn Min-woo lớn lên là bản thân. Không lâu sau buổi diễn kết thúc, một tin tức đến nhà tù. Cách đây không lâu có một vụ giết người khủng khiếp. Hàn Quốc khôi phục án tử hình vì vụ này. Điều này cũng có nghĩa bản án của bà Kim Moon-ok bị đổi từ tử hình treo thành tử hình. Tối đó cai ngục đưa Kim Moon-ok ra khỏi nhà tù. Điểm đến của họ là nhà con gái của bà Kim Moon-ok. Con cái của bà đã được thông báo trước. Đây sẽ là lần cuối cùng gia đình gặp nhau. Sau đó cùng nhau ăn một bữa tối thịnh soạn. Buổi tối, 3 người nằm trong phòng ngủ cùng nhau. Trong khi Kim Moon-ok đang ngủ, cô con gái nhẹ nhàng nắm lấy bà. Chiều ngày hôm, cai ngục Gong Na-yong đến phòng giam để đưa bà Kim Moon-ok ra ngoài, không để người khác biết. Cai ngục Gong Na-yong nói dối rằng có người đến thăm nhà tù. Bà từ chối gặp mặt đi. Xin lỗi, đừng nói xin lỗi. Không sao đâu, đừng có khóc. Mẹ ơi, mẹ ơi. Bước chân tử thần sẽ không dừng lại vì tiếng khóc. Cuối cùng, bà Kim Moon-ok bước ra khỏi phòng giam. Trong khi đi qua từng phòng giam, các bạn tù đều hát bài Why Gardenia bà dạy. Bài hát này là bài hát bà đã dạy những học sinh này. Đó cũng là bài hát chia tay mà các cô con gái này gửi tặng bà.